Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ quốc lộ 57B. Cái này nếu các bạn đi thẳng luôn á thì đi về thị trấn Châu Thành đó nha. Còn nếu mà đi ngược về sau lưng mình á thì đi hướng về khu công nghiệp Châu Long, đi về Bình Đại đâu. Còn ở đây mình sẽ quẹo phải nha. Mình sẽ quẹo vô lộ Bờ Dừa. Cái này là của xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay mình sẽ đi từ lộ Bờ Dừa này mình đi tới cầu Rạch Miễu. Là đây xã Quế Sơn, rồi mình chạy lên xã Tân Thạch, rồi mình qua tới xã An Khánh rồi mình tới cầu Rạch Miễu. Ở khu vực này thì bên phải mình thì người ta cất nhà trọ, cái dãy chắc cũng mười mấy hai chục căn vậy. Mà mình thấy người ở cũng ít lắm chứ không nhiều. Còn bên trái này thì pizza với cà phê. Khu vực này thì trồng toàn là dừa không à, dừa với bưởi. Bây giờ thì thấy có sen vô thêm ít mít nữa. Mít thì cũng có dạng mới trồng gần đây, cái dạng mới từ dịch tới giờ. Nay chắc cũng khoảng 3-4 năm rồi. Chứ còn hồi đó giờ là dừa. Mình nhớ đầu tiên hình như là dừa, sau này thì bưởi cũng khoảng chừng 10 năm nay à. Nhưng mà lúc rài bưởi thấy nó si quá trời nên nhiều người người ta đốn bưởi, người ta trồng lại dừa rồi. Chứ ngày xưa là đốn dừa trồng bưởi, gần như là vậy á. Trồng cây ăn trái mà cái nào người ta thấy lợi ích kinh tế cao thì người ta trồng đấy. Chứ lúc rài thì bưởi rất rẻ, bưởi lúc rài còn có mười mấy ngàn ký à. Mà nhiều vườn mà bưởi nhỏ thì kêu người ta không chịu bẻ nữa. Ở đây là mình ấp Quế Thành Tây nha, có cái cổng chào á. Gần như là ấp nào giờ cũng có cổng chào hết. Còn nhà sát lộ thì nhiều khi thì người ta có bán quán, thường là bán tạp hóa hoặc là bán cà phê đâu. Mấy cái chỗ mà đông đông dân tí á, thì người ta sẽ bán ăn sáng nữa. Nhưng mà cái đường này mình thấy buôn bán rất là ít, thường là gặp tạp hóa là nhiều thôi. Còn hai bên bạn thấy gần như là dừa chiếm đa số. Chuối thì mình không tính nha, chỗ nào có cây ăn trái thì chỗ đó có chuối à. À với lúc rài mình thấy giá dừa xiêm xanh hôm gài nó lên cũng khá là cao nữa. Bữa hổm có 4.500, 5.000 trái à. Bữa nay nó lên tới 85.000 một chục rồi. Là nếu mà tính ra thì mua lẻ là cũng gần 9.000 trái rồi. Nè hai bên bạn thấy là mấy cây dừa lão rất là đã luôn nha. Lúc trước cái khúc đường này mình nhớ dừa lão nhiều lắm. Nhưng mà sau này người ta đốn cũng bớt rồi. Với những cái lộ vậy nè, từ từ người ta sẽ cất nhà ra. Khi đó thì những cái hàng dừa hai bên các bạn sẽ khó thấy lắm. Nè khúc này bạn thấy nè, nhìn rất là tuyệt luôn nha. Hai bên thì mương, mấy cái mương thì bèo không à. Có một số thì có ba cái rau cỏ rồi nó lấp luôn cũng có nữa. Ở đây bạn ngắm mấy cây dừa lão nhìn rất là đã. Cái lộ này thì mình hay đi lắm. Nhưng mà nay lộ này nó cũng hơi xuống cấp một tí rồi. Chạy nó không có láng như lúc trước nữa. Mà lộ bê tông thì hay gặp cái trường hợp lắm. Chạy thời gian thì nó bị sụt, bị lún đồ hết trơn à. Đặc biệt là những khúc lộ mà có xe hoa lâm hoặc là xe chở vật liệu xây dựng nó chạy thường xuyên á, là dễ hư lắm. Nó chạy dưới bóng dừa thì rất là mát luôn nha. Nè ở đây nhiều cái vườn dừa người ta mần cỏ sạch trơn hết trơn à. Với mà cỏ mà sát bên lộ nè, là lâu lâu là mình thấy như là có bác trộ tổ trưởng hay gì đó, ông đi ông cắt hết trơn à. Ở khúc ở trên mình cũng vậy đó. Rồi phía bên phải mình là nhà ấp nha, này Quế Hành Tây. Nó tới cái ngã tư trước mặt đó thì mình sẽ quẹo trái. Cái này nếu mà bạn đi thẳng đúng thì cũng được, đi cái hướng về chùa Long Nguyên á. Còn đây mình sẽ quẹo trái. Giờ mình sẽ chạy lên cầu Nhà Vuông, rồi mình ra cầu Ông, rồi mình lên ngang chỗ cầu Cá Tra Cũ, rồi lên cầu Cá Chuối, rồi lên cầu Rạch Miễu. Nếu mà dân địa phương đây thì mình nói tên mấy cái cầu đó thì thường người ta sẽ biết hết à. Còn nếu mà mấy bạn ở những vùng khác thì nghe thì rất là lạ. Con chó này đâu mà nó bị sức dây nó chạy lộn tửng nè. Ở khúc này người ta trồng bông khá là nhiều nha. Không phải khúc này mà có cái nhà này không à. Nhà này là thường hay chơi bông hai bên dữ lắm. Gần như là mình thấy ba cái đó nếu mà chết là người ta cũng trồng lại cái khác à. Nó nhà cửa thì rất là thưa. Có một số thì mình thấy có trồng ổi nữa nhưng mà cũng ít chứ không nhiều. Gần như là dừa với bưởi thôi.
Nó nhiều giường thì quá trời cỏ luôn. Thỉnh thoảng thì người ta sẽ có chen những cái loại cây khác nha, ví dụ như là sồi nè, hoặc là nhãn cũng có. Còn mít thì giờ là mới trồng thôi mà. Mít thì bây giờ mít Thái tới 30-40 ngàn một ký rồi, nên nhiều người mình thấy người ta đu hay người ta trồng. Còn nhãn thì khá là rẻ. Nhãn mà nếu mà nhãn xuồng thì cũng được hai mấy ngàn ký thì cũng đỡ. Còn chỗ này anh em chưa điện. Mà nhãn thì ở dưới mình thì nay mới ra bông à. Có một số thì nó ra sớm thì nó có đậu trái rồi, nhưng mà trái thì cũng chưa có chín nữa. Nếu mà giờ bán đầu mùa thì cũng được ba mấy ngàn. Còn nếu mà vô mùa thì thường là khoảng mười mấy hoặc là hai mấy à. Mà nhãn xuồng thì một năm thì có một vụ thôi. Chỉ có một số chỗ thì người ta có trồng cỏ đó nha. Ở đây thì mình không thấy nuôi bò, chứ nuôi thỏ với nuôi dê đó thì mình thấy khá là nhiều. Chứ nuôi bò thì mình đi mình không gặp. Ở này qua bên đây là của xã Tân Thạch rồi. Có bản đồ thì mình chỉ định danh đại khái thôi nha, chứ không có chính xác lắm. Tại vì bản đồ nhiều khi nó chỉ cũng nhức đầu lắm. Là bạn thấy mấy cây dừa lão nó rất là cao luôn. Dừa lão thì chỉ có bán dừa khô thôi. Dừa khô thì lúc rày cũng rẻ lắm, có ngàn mấy 2 ngàn trái à. Dừa thì nó cũng hên xui nữa, có lúc thì bán rất là ngon. Dừa khô có khi được tới 60-70 cũng có nữa. Nhưng mà lúc rày thì mấy công ty dừa nó không có đơn hàng, bởi vì nên dừa nó khá là rẻ. Còn dừa sim xanh thì nó lên giá, là mình có hỏi cái anh kia thì anh nói hình như là đi Hà Nội hay gì đang hút hàng nên bây giờ nó khá là mắc, chứ lúc trước thì nó cũng rẻ lắm. Nè bên trái mình nè, cái mương này người ta mới bồi nè, bạn thấy nè, nó đi ngang thì khá là hôi sình nha. Mà thường thì sau mùa nắng người ta không bồi, mà nay bắt đầu vô mùa mưa rồi bồi cũng chả hiểu nữa. Hổm rày mưa cái này xuống thì lên tới mơ là nó trôi hết. Ở dưới mình thì mình thấy mùa mưa người ta ít bồi mương lắm. Tại vì nếu mấy bạn bồi vậy nè, mưa mà lớn lớn á, là nó trôi láng hết à. Thậm chí là nó sạt lở là bình thường. Cái đường này nó hơi xấu nha. Lúc trước thì có đổ bê tông rồi, nhưng mà chạy riết rồi nó nát hết trơn à. Nhà cửa thì nằm thụt phía trong á, chứ còn mấy bạn chạy mà sát lộ thì cũng rất là ít thấy. Mấy cái trục lộ mà lớn lớn á, thì người ta mới cất nhà sát lộ, chứ còn mà lộ nhỏ nhỏ xấu xấu vậy nè, thường nằm phía sau mà. Tại ở đây mấy bạn cất sát lộ cũng đâu có buôn bán gì đâu. Mà lơ tơ mơ thì nó dễ mất đồ nữa. Đường này nếu mấy bạn quẹo trái thì ra ngoài lộ lớn nha, ra cái khúc lộ đầu tiên hồi nãy mình chạy á. Đường đó thì đổ bê tông và chạy rất là ngon. Còn khúc này nay nó đổ đá lợi đỡ rồi nè. Chứ bữa hổm chạy thì nó mấy cái cọng sắt nó vướng lên, nó lồi lên nhìn kinh khủng lắm. Nãy giờ không còn nè, nhưng mà có đá nó đỡ lên được một chút xíu rồi. Nó mấy nhà cửa thì cũng thưa thớt lắm. Giờ thì nó đỡ rồi chứ hồi đó nó còn vắng dữ lắm. Rồi cái mương này lau ra muốn không nè. Khu vực này thì giờ nhà tường không nha. Giờ mấy bạn kiếm nhà lá thì chắc mình thấy không có đâu quá. Nhà tường rồi lâu lâu rồi có gặp nhiều căn biệt thự nhìn cũng hoành tráng lắm. Rồi khúc này cái lộ quá xấu luôn. Hôm hỏi mình nghe nói là chuẩn bị làm lộ mà sao khúc này chưa làm. Cái khúc ngay chỗ cầu nhà vuông thì làm rồi, còn ở đây sao tới đây nó bị khựng lại. Có thể là ở đây nó nằm ở của cái ấp khác không chừng. Ở đây là ấp Tân Quế Nội nha, ở bên trái mình đó. Đây là nhà ấp. Chạy ra ngoài ngay chỗ cầu ông thì là ấp Tân Quế Ngoại. Bên nội bên ngoại. Ở trước mặt mình đó là cầu nhà vuông. Nếu mà bạn đi thẳng luôn thì đi lên cái hướng chùa Đức Huệ đó, ra ngay chỗ quốc lộ 60 cũ á. Còn ở đây mình sẽ quẹo phải. Là bên trái mình có cái con kênh nè. Con kênh này thì nó kéo dài cả tới ngoài cầu chợ luôn á, ra ngoài sông Tiền á. Mà bây giờ cái con kênh khúc trong đây thì ba cái dừa nước nó mọc cũng gần bít rồi. Có cái khúc phía ngoài thì cũng đỡ đỡ đường tí. Bây giờ những cái con kênh gì nè thì ở ngoài đầu sông lớn á, thì nó có điều cong, có cống hết trơn à. Có cống để ngăn nước ngập, nước mặn đồ, ví dụ nước tưới tiêu đồ. Nhưng mà khúc ở trên mình thì khúc này nè thì thường là nước ngọt không à, chỉ có cái dạng mà qua Tết mà gặp gió chướng thì mới bị thôi. Năm nay hình như cũng có bị nhưng mà bị một ít à.
Ở bên trái mình có cái hàng rào rất là hoành tráng luôn đó. Có thể nói là nguyên khu vực này cái hàng rào này là lớn nhất. Ở trong mình đang chuẩn bị cất nhà hay gì đó. Còn hai bên mình thấy là khoa trời ba cái bông xôi nhái luôn, nhìn rất là đã. Có nhiều nhà vườn người ta chịu trồng bông lắm. Và mà bông dừa cạn rồi, hoặc là ba cái cúc rồi. Chứ mấy bạn chạy lộ lớn thì bạn không gặp đó. Rồi bên trái mình là dừa nè, dừa với bưởi. Ở đây là nguyên vườn bưởi không nha. Bưởi ở đây thì toàn là bưởi da xanh không à. Giờ mấy bạn kiếm mấy cái bưởi năm roi hoặc là lông cổ cò thì cũng hơi khó nữa. Như bưởi da xanh thì mình thấy ăn không có bền. Ăn chừng 5-7 năm là nó bị suy à. Cây nó sẽ bị vàng lá. Không biết là bị suy hay là do bị mà không bị nước mặn nữa. Nói chung là từ cái đợt nước mặn tới nay là cây bưởi là nhìn thấy gầu lắm. Mấy cây ăn trái khác thì cũng đỡ đỡ chứ còn hàng bưởi là nó xuống kinh khủng. Nó cái lộ này mình đang chạy thì nó mới làm nha, chạy rất là ngon. Có điều ở đây nó còn bị vướng cái cầu nó chưa làm xong. Không biết chừng nào mới làm nữa. Đường này nếu các bạn đi buổi tối thì nó có đèn đồ cũng sáng lắm. Gần như là mấy cái khúc lộ nông thôn ở bên xã Tân Thạch á, thì buổi tối thì có đèn đường hết trơn à. Còn nếu mà không có đèn đường thì nhà dân người ta cũng hay bắt cái đèn ở trước cửa lắm. Bắt vậy thì đỡ ăn trộm chứ gì. Có cái ngã ba trước mặt mình là nếu mấy bạn quẹo phải thì cái hướng chạy ngược lại lộ bờ dừa nãy. Đường ở đây thì giờ nó thông nhau hết trơn rồi. Chẳng qua là chỉ có dân địa phương thì mới biết đi mấy cái đường này thôi. Chứ người lạ lạ chạy vô đây là một hồi là lạc là không biết đường ra luôn. Mà khúc này người ta cũng trồng bông, trồng hoa rồi cũng nhiều lắm đó. Lúc trước thì có cắm mấy cái cây cây phát tài nè, như bên phải mình nè. Ở đây là cũng mấy bác nhà nước trồng nha. Năm hổm cắm rồi nó chết ngắt, rồi nay cắm lại thì thấy nó đỡ đỡ nè. Mấy cái này thì trồng mùa mưa thì nó dễ sống lắm, chứ còn mà trồng ngay mùa khô mà không tưới nước là xong phin hết à. Cái khúc này mình thấy người ta trồng cao được cũng nhiều nữa. Nhưng mà cái dạng trồng dọc hàng rào với bờ ranh rồi á. Mà cao thì cao dạ dạ mà, chứ còn cao nhỏ nhỏ không thấy ai trồng hết. Bây giờ mấy bạn kiếm cao cũng hơi khó nữa. Như lúc gài cao cũng rẻ nữa, có chỗ mua 10.000, có chỗ thì được 15.000 ký. Cái này nếu mà bạn đi thẳng luôn thì cái hướng ra ngoài cầu chợ nha. Còn đây mình sẽ quẹo trái, mình chạy lại cầu ông. Là đây cổng chào. Hồi nãy ngang chỗ ngã ba thì ngang chỗ cái sân banh hồi nãy là cái trụ sở của ấp Tân Quế Ngoại. Nó bây giờ thì những cái con lộ nông thôn ở dưới mình thì nó hay đổ bê tông gì hết trơn rồi. Còn không thì bèo nhất thì cũng đổ đá. Nên chạy trời mưa này vậy nó cũng đỡ sình lắm. Nhưng hôm rày ở dưới mình thì cũng mưa được mấy đám rồi. Gần như là chiều là hai chuyện lắm. Có khi thì mưa, có khi thì không. Hoặc là tối thì ổng cũng lâm râm hoặc là rớt ít hột cũng đỡ. Là bên trái anh có cái nhà khá là đẹp nè. Đó bây giờ thì nhà máy Thái kiểu này ở khúc này cũng nhiều lắm. Là bên phải thì có nguyên cái hàng cao nhìn rất là phê luôn. Ở phía trước mặt mình đó là cầu ông nha. À có cái con kênh này là nối liền với con kênh nãy cầu nhà vuông hồi nãy. Hồi đó thì cái con kênh này thì ghe đò đồ với đò du lịch đồ nó chạy đồ cũng dữ lắm. Mà bây giờ nó bị vướng cái cống rồi, nên nó bị hạn chế bớt rồi. Với khu là cái khu này nè thì hồi đó thì người ta làm du lịch đồ cũng nhiều lắm. Bây giờ thì cũng còn nhưng mà ít. Cũng như phía bên phải mình nha, cách đây chắc khoảng chừng 100 hước à. Thì cũng có khu du lịch ở phía bên phải mình nữa. Còn nãy ngay chỗ cầu ông thì cũng có một cái. Nhưng mà nay thì nó cũng vắng khách bớt rồi. Ở đây thì thường thì người ta làm nông là chính. Còn mấy bạn trẻ đó thì một là đi Sài Gòn, còn không thì xuống khu công nghiệp làm. Tại vì đây xuống khu công nghiệp Bảo Long thì cũng sát bên. Còn nếu mà không làm khu công nghiệp nữa thì đi ra ngoài khu du lịch. Nên ở đây thì vấn đề việc làm thì nó cũng thoải mái lắm. Còn nếu mà không thích làm bên Bến Tre thì cũng có thể là qua bên Tiền Giang. Tiền Giang thì nó cũng sát bên. Qua bên cụm công nghiệp Trung An hoặc là Tân Mỹ Chánh đâu. Nếu mà tính ra chạy qua đó khoảng cũng chừng 15 phút hoặc là nửa tiếng là tới rồi. Bởi vì nên ở chỗ khúc này của mình thì vấn đề việc làm thì nó cũng thoải mái lắm.
Ai nhà có vườn đất thì trồng cây trồng trái đâu, còn không có đi làm mướn hoặc làm công nhân đâu. Bởi vì nên mình thấy mình cũng có một số bạn, mấy bạn trẻ khác ấy, không phải đồng lứa với mình, cũng ở dòng trơm Bình Đại rồi lên đây người ta làm, có người thì làm công nhân, có người thì làm khu du lịch đâu. Khúc này thì nhà trọ rồi cũng nhiều lắm, cũng như bên phải mình có con dãy nè, rồi bên trái này cũng mấy căn mới cấp nữa nè. Như lúc rày mình thấy nhà trọ thì nó trống phòng rồi cũng nhiều lắm. Ở phía trước mặt mình là quốc lộ 60 cũ nha. Cái này nếu mà bạn quẹo phải thì cái hướng ra ngoài bến phà Rạch Miễu cũ á, đứng đây thì nhìn ra ngoài bến phà là thấy à, nó đang có cái khách sạn 3 sao ngoài. Nhưng mình không có chạy cái đường đó nha, giờ mình sẽ quẹo trái nha. Mình quẹo lên ngay chỗ chùa Phước Viên rồi mình sẽ dọc cái đường để mình đi lên ngay chỗ cầu Rạch Miễu luôn. Nó cái đường này thì cũng mới làm lộ lại, mở rộng ra chạy rất là thoải mái luôn. Hay mỗi lần mà cầu Rạch Miễu mà nó bị kẹt xe mà khúc trạm thu phí á, là xe nó hay đổ đường này nè, nó chạy ra bến phà rồi nó quẹo trái nó chạy lên cầu. Nếu mấy bạn đi đường này á, thì kẹt xe là lúc nào cũng được ưu tiên á, tại vì toàn là xe khách là đi đường này không à, với dân địa phương thì đi đường này mà giao thông thì thường hay ưu tiên cho xe khách lắm. Là phía bên trái mình nó là chùa Phước Viên nha. Còn đây mình sẽ quẹo phải đi thẳng luôn, thì mấy bạn đi vô ngã tư huyện, vô thị trấn Châu Thành á. Cái tiếng đường từ đây mà đi vô trong thị trấn thì nó có mấy cái cây cổ thụ rất là đã, cũng như mấy cây trước mặt mình à, nguyên một dãy luôn, nhìn rất là ngon lành. Nó còn hai bên đây thì toàn là biệt thự không à. Bạn chạy mà bạn thấy chỗ nào mà tường mà nó cao vậy nè, là phía sau là toàn là đại gia không à. Bên trái mình hình như là cái anh đó anh làm cà phê hay vậy, có cái nhà kinh khủng lắm. Còn khúc này thì cũng là bưởi dừa với nhãn thôi. Nhiều khi mấy bạn chạy mà mấy cái lộ lớn đó, chứ mấy bạn thấy nhà đẹp nó không bằng ở những cái lộ vườn vậy đâu, tại vì lộ lớn thì người ta cất nhiều khi nó cũng bị hạn chế nữa. Là bên phải mình là cái mương này người ta nuôi bèo quá trời luôn nè. Ba cái bèo đó thì có thể là dùng cho cá hoặc là cho gà vịt đâu, cá là gần như thả xuống nhiêu là nó ăn hết à. Ở khu vực này thì người ta hay nuôi cá tai tượng hoặc là cá tra, rồi thỉnh thoảng thì có nhiều loại giống khác nữa, ví dụ như là rô phi hoặc là cá chim đâu. Nhưng mà bình thường mình thấy là cá tra với cá tai tượng là hay nuôi nhiều nhất. Ngày xưa nuôi thì chủ yếu là cá cầu không à, nhưng mà bây giờ thì nhà nước bắt làm nhà vệ sinh rồi hết trơn rồi, cầu cá thì giờ thì cũng còn nhưng mà cũng ít lắm. Giờ chủ yếu là nuôi thì cho ăn thức ăn hoặc là ăn rau được không à. Ví dụ như nuôi thì 2-3 năm vậy đó, cái người ta sẽ xuất một đợt, cái dạng giống như nuôi bỏ ống vậy thôi, chứ còn lời nhiều thì cũng không được bao nhiêu. Cũng như ở nhà rảnh á, thì đi bứt rau được giục cho nó ăn, hoặc là mua thêm ít thức ăn được nữa. Nếu còn bình thường thì vẫn là trồng cây là chính. Ví dụ như những ai mà ở gần bờ sông á thì người ta nuôi cá bè đâu. Nếu còn khúc ở trong đây thì gần như là trồng cây không à. Bây giờ bạn thấy là chạy đâu cũng gặp hàng rào hết. Bây giờ đất của người ta thì người ta bao hết trơn à. Có nhiều chỗ thì bao bít bùng luôn, nhìn không thấy phía trong, là cũng như căn này nè. Cái nhà ở trong rất là đẹp nha. Giờ có nhiều kiểu nhà nhìn phê lắm. Ở quê nhưng mà người ta cất nhà cái kiểu rất là hiện đại, cái dạng giống như là nhà kính nha. Nhiều căn mà mình thấy còn đẹp hơn ở trên Sài Gòn nữa. Còn vô phía trong thì nội thất hay gần như là đầy đủ hết. Thì cũng tùy người nhé, có người thì rất là khá nhưng mà cũng có nhiều người thì rất là khổ, đủ kiểu hết nè. Cái đường này thì chỉ có dân địa phương thì quen người ta mới đi được, còn nếu mấy bạn mà lạ lạ đi là dễ bị lạc lắm. Đường này thì mình nay tới cũng cả chừng nửa năm mà mình mới đi á, nhiều khi mình chạy cũng hơi lộng cộng một tí nữa. Cái này nếu mà đi thẳng luôn thì đi hướng về cầu Tân Quề á nha, còn này mình sẽ quẹo phải.
hay mình chạy về An Khánh. Mấy khúc lộ mà tường cao nè, chạy ngang nó khá là ngợp luôn. Ví dụ như có một bên thì đỡ nha, còn nếu mà hai bên nữa là thấy mệt tới luôn. Với nhiều chỗ thì người ta đổ, ta cất tường xong rồi người ta đổ bê tông nữa, cái nó ngập giống như là con mương vậy. Ở bên đây không gặp, chứ kỳ đó mình đi bên Mỹ Tho đó, đi vô mấy cái hẻm nhỏ nhỏ đó là nhiều chỗ cái lộ gì nè, nó giống như là cái mương vậy. Mưa lớn là hay bị lắm. Như ở dưới quê thì lâu lâu mấy bạn sẽ gặp nhiều căn nhà người ta cất nhưng mà người ta chưa có tô. Cái đó không phải là kiểu nha, mà là ở dưới quê thì cất nhà là hay nhắm lắm, không có bản vẽ gì hết, nên nhiều khi cất nửa đường thì nó bị cục vốn, hoặc là làm hàng rào rồi cũng vậy. Ở đây thì toàn là dừa không à, khúc này thì thấy toàn là dừa tơ không à, dừa lão cũng có nhưng mà rất là ít. Dừa tơ thì giờ bán dừa xiêm xanh nó ngon hơn, với kêu người ta bẻ nó cũng khỏe nữa, chứ còn dừa lão nó rất là cao. Dừa lão thì hay đứng ở dưới là lấy xào giật thôi, chứ ít khi nào mà leo lên lắm. Trừ khi mà leo lên là để dọn rác đồ đó, thì người ta leo lên dọn ba cái bẹ rồi ba cái gì của dừa là mình quên tên này, hoặc là có ổ chuột đồ trển thì người ta lên người ta bẻ, người ta dọn bớt. Chứ những khu vực vậy thì dừa nó cũng bị chuột rồi cũng dữ lắm, bị chuột hoặc là bị sóc luôn. Nhiều khi các bạn thấy nguyên quầy dừa sai vậy đó, tới chừng bẻ xuống thấy còn được có vài trái là cũng có nữa. Nó ăn nó phá cũng kinh khủng lắm. Nên nhiều cây dừa bạn sẽ thấy người ta có bó một cái miếng nhôm ở giữa thân cây á, để cho nó không bị leo lên. Nhưng mà nhiều khi nó cũng đu tàu khác nó qua à. Nó khúc này thì mới đổ đá rồi nha. Cái đường này thì cũng ít người đi lắm. Cái đường này giống như là cái đường kết nối với hai xã vậy. Nhưng mà người ta hay đi là đi ngoài lộ lớn ở ngoài hơn. Còn ở trong đây thì chỉ có dân địa phương người ta đi thôi. Nhưng mà đổ đá gì thì chạy cũng ngon lắm rồi. Chứ mình đi rồi mình ngán với là những cái lộ đất á. Vô tháng 10 vậy nè, là nó quến vô bánh xe là chạy một hồi không được là phải đẩy. Nó cái đường rất là mát luôn nha. Ở bên trái mình này có con kênh nhưng mà dừa nước nó mọc chệch hết trơn rồi. Hôm nay mình chạy tới cầu An Lạc rồi. Ở cái cầu này nay mới làm lại nè, ghi để các bạn luôn. Chứ lúc trước thì cái cầu này mình nhớ nó có chút xíu mà nó hấp đé à. Có khi nước nó ngập bít cái cầu luôn. Này là qua bên khu vực của xã An Khánh rồi nha. Này là cũng của huyện Châu Thành luôn. Còn phía bên phải mình thì cái chỗ này là nguyên cái vườn bưởi. Nhưng mà người ta xây tường bít chịch lên. Hôm hở mình cứ tưởng là cái cơ sở sản xuất gì không à. Sau này hỏi lại mới biết này là vườn bưởi. Mà vườn bưởi này nay thấy nó cũng si lắm rồi. Hình như ở trong người ta có dặm thêm ba cái mít nữa vậy. Mình thấy có mấy cái đọt cái mít nữa. Nhưng mà chạy ngang cái bức tường này nhìn thấy nó cũng hơi ngợp ngợp nữa. Nếu mà đất ở dưới mình mà cất tường cao thì nó cũng hay dễ bị nghiêng ngả lắm. Mà thấy nhiều căn nhà sát lộ nhưng mà cũng đâu có buôn bán gì đâu. Đường thì rất là ít người đi. Ngày xưa thì khu vực này mà mỗi lần mà vô những cái tháng nước lớn á, là nó ngập lên láng á nè. Nhưng mà lúc rài thì cái dải phía ngoài bờ sông á, thì người ta có con lộ và nó làm nâng lên giống như là cái bờ đê vậy đó. Rồi những cái con kênh mà vô trong đây nè thì giờ có cống hết trơn rồi. Vô những tháng nước lớn thì người ta sẽ chặn lại. Nên ở trong đây giờ nó không có bị ngập nữa. Chứ ngày xưa thì đất ở bên đây hay bị ngập lắm. Gần như là chỉ có trồng dừa thôi à. Chứ trồng mấy cây ăn trái khác không được. Tại vì thằng dừa nếu mà nó có bị ngập á, thì nó cũng sống tốt hơn mấy thằng kia. Còn ví dụ như bưởi nhãn đâu đó, mà ngập mà nước không thoát kịp á, là coi như là xong phim. Nhưng mà bây giờ thì trồng cây ăn trái thoải mái rồi. Nó có cống rồi. Mặc dù là lâu lâu thì xui bị xả hay nó cũng bị nữa. Cũng như hổm này cái anh kia nói vô mùa nước mặn nha, tự nhiên xả mấy bữa cái cây anh cũng bị quéo nè. Này cái bác này đang móc mương nè. Ở dưới mình thì có thêm cái nghề móc mương, mướn hoặc là phát cỏ mướn. Đi bằng cỏ này nè. Ngày xưa thì bằng cỏ tay, còn bây giờ thì có cái máy rồi. Lấy cái máy thì phát thôi, nó tiện hơn. Ở bên phải mình là chùa Lạc Thiện. Chùa này cũng nhỏ nha. Hoặc là móc mương. Móc mương thì nó sẽ cực hơn. Lúc rài hình như là cũng
tùy nha, có người thì mần ăn ngày, một ngày cũng 300-400 vậy đó. Còn không thì có người thì khoán, ví dụ như nguyên khu vực đó là nhiêu vậy đó, khoán là ok thì mần thôi. Ở phía trước mặt mình là nhà ấp An Phú. Bây giờ thì ấp nào thì nó cũng có trụ sở hết. Ghi thì trụ sở nhưng mà dưới mình thì hay kêu quen là nhà ấp không à. Cái bác này giác cây tre quá trời dài luôn, nàng biết để làm gì. Giác giật dừa quá, thường thì giật dừa thì có những cái cây tre vậy. Người ta nói khoảng 2 cây là người ta sẽ giật. Cây ở dưới thì bự nhưng mà cây khúc mà phía trên thì nó sẽ nhỏ dần. Nhưng mà mình thấy giật dừa thì hay thấy tầm dông nhiều hơn là tre. Là khúc này thì có nhãn đó nha, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Nó mà đây là chạy với mấy cái đường dừa rất là mát luôn. Nếu bạn gặp mấy cái chỗ ngã ba ngã tư thì nhiều khi người ta bán tạp hóa thôi, bán cũng cho dân trong vùng thôi, chứ còn người lạ thì cũng hiếm lắm, ít có khi nào mà người lạ vô những khu vực này lắm. Hoặc là những cái anh mà lái đi mua trái cây rồi đó, mua dừa mua bưởi rồi thì vô đây thôi. Cái này mình chạy gần cái lộ lớn rồi nha, cuối đường này tới lộ lớn đây. Nó còn nhà thì bạn thấy nhà tường đó mà. Khúc này thì mình cũng có quen được một số người, giống như là bạn bè làm chung nhà đó vậy. Hình như cũng đi lên đây ăn đám cưới cũng 2-3 đám gì trên đây nè. Đó gần như là bưởi rất là nhiều. Mà trồng cây ăn trái ở khu vực mình nó cũng bấp bênh lắm. Lúc mà giá cao thì bán ngon lắm, còn lúc mà giá thấp thì lo nhau mà đốn. Này mình ra ngoài đường lộ lớn rồi nha. Phía bên phải mình nó là cống Cá Tra. Lúc trước là kêu là cầu Cá Tra đó, nhưng mà nay nó lắp lại làm cái cống rồi. Nếu các bạn quẹo phải thì cái hướng đi xuống bên phà Rạch Miễu cũ á, đi xuống đó cho khoảng chừng cây, 1,5 cây nha. Còn giờ mình sẽ quẹo trái, mình chạy lên cầu Rạch Miễu. Có cái dãy gần khu vực này nè thì nãy ngay chỗ cống á, thì là có mấy cái lò dừa làm bánh dừa, bánh tét, bánh ít đồ, nhưng mà chủ yếu là bánh dừa là nhiều. Còn cái khúc này dài dài lên cầu thì có mấy cái chỗ khu du lịch, cũng như phía trước mặt mình phía bên phải nè thì có cái hàng quê dừa, nay hình như là đổi thành bến sông quê hay gì đó. Nhớ nó đổi mấy cái tên lận, nhưng mà mình nhớ tên cũ nó là tên quê dừa. Là đây nè, chỗ này kiến trúc rất là đẹp nha. Ở trong thì nó dùng tre mà sát bờ sông nữa, các bạn ngắm cảnh là tuyệt vời luôn. Còn phía bên trái này là lò dừa, ở cái dãy này thì tới 4-5 lò nữa. Lúc trước thì mình nhớ ở đây chỉ có 1-2 lò thôi, nhưng mà khi mà bên phải nè, mấy cái chỗ du lịch nó mọc lên nè, thì cái mấy cái lò dừa nó giống như là ăn theo hay sao á, nên bây giờ nó ra được một dãy này nè. Chỉ là sử dụng củi nha, là mấy củi người ta chót quá trời luôn. Nó còn phía trước mặt mình thì cũng là du lịch nữa. Đây là làng bè, làng bè nhưng mà vòng vòng thấy toàn là dừa không à. Nó có hai cái non lá nhìn rất là đã luôn. Nếu bạn có chơi mô tô nước rồi thì ở đây nó cũng có nữa nè, cũng sát bờ sông luôn nha. Nó còn phía trước mặt mình đó là cầu Cá Chuối. Giờ thì còn cây cầu nhưng mà bên phải nó cũng làm cống rồi. Giờ những cái con kênh vậy thì đều bị những cái cống nó chặn hết trơn à. Ngày xưa thì ghe đò đều đi ra đi vô rồi thoải mái lắm, nhưng mà bây giờ thì bị cống nó chặn là cũng hạn chế lắm. Là anh em chọn trái cây nè, bạn thấy nè, có 4 rổ với thêm 4 cái giỏ nữa. 4 rổ hình như là 4 rổ nhãn, còn mấy cái giỏ đó hình như là giỏ bưởi hay vậy. Mấy anh chọn trái cây là nhìn kinh khủng lắm. Chỉ có ngán giao thông thôi. Khi mà các bạn chạy ngoài lộ như nè, các bạn thấy mấy anh đó mà 2-3 anh mà gom gom lại đó, là hai phía trước là hay gặp giao thông đó. Tại vì chợ kiểu này là đi ngang là bị giao thông quéo liền. Này phía bên phải mình chỗ này có câu cá nè. Nó dọc dọc xong thì hay gặp mấy cái điểm du lịch lắm. Này cũng như ở đây thì cũng có điểm du lịch đó nè. Cái này thì đi qua Cồn Phụng. Mấy bạn có muốn tham quan mấy cái cồn thì lợi khu vực này. Bên trái có căn biệt thự cũng rất là đẹp đó nè. Cái này thì chạy lên chút xíu nữa tới cầu Rạch Miễu nha. Bữa hổm thì mình có làm clip từ bến phà Rạch Miễu lên tới cầu qua bến phà bên Mỹ Tho, thì mình cũng có đi cái đường này rồi. Nay mình chỉ đi giới thiệu sơ là cho bạn coi thôi.
chứ để nhiều khi thì mình chạy từ lộ bờ dừa mà lên tới ngay chỗ cầu Cá Chuối thì nhiều bạn không biết cầu Cá Chuối là ở đâu, nên mình gán mình chạy lên thêm chút xíu nữa cho tới cầu Rạch Miễu luôn. Chứ những cái tên đó thì chỉ có dân địa phương thì gần gần nhà đó thì nhiều khi để ý thì người ta mới cũng mới biết thôi, chứ nhiều khi thì sát bên nhà nhưng mà nếu bạn không để ý cái cầu nó tên gì thì bạn cũng không nhớ nữa, hoặc là cái đường nó tên gì cũng quên mất tiêu luôn, cũng vậy đó. Cũng như hồi đó cái chợ mà sát bên bến phà vậy đó, là chợ Tân Thạch, nhưng mà ở dưới mình người ta kêu là chợ Cầu Bắc không à, đâu có biết là chợ Tân Thạch đâu. Nhiều người hỏi chợ Tân Thạch mình cũng chưng hửng, mình cũng chả biết nó nằm ở đâu nữa. Nhưng mà giờ cái tên đó thì gần như là không có ai nghe kêu nữa, chỉ có mấy người lớn lớn tuổi thì người ta hay kêu chợ Cầu Bắc thôi. Cũng như là đi phà vậy, mình nhớ là ngày xưa là kêu là đi Bắc không à, chứ ít ai kêu đi phà lắm. Đó, phía trước mặt mình là quốc lộ 60 mới nha, còn phía bên phải là cầu Rạch Miễu. Giờ mấy bạn có đi qua Mỹ Tho đó thì quẹo phải, còn đi về thành phố Bến Tre thì quẹo trái nha. Rồi, clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.